Kính chào quý chị theo dõi Chuyển động trong tay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, cách đây hơn 2 tháng, vụ tai nạn hầm lò xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh khiến 3 người tử vong. Chiều qua, sự cố lại ập đến ở tỉnh này, hậu quả đau lòng là có đến 5 người không qua khỏi. Nhiều giải pháp được đề ra để nỗi đau không còn tái diễn. Nội dung này có trong phần sau của chương trình. Như chúng tôi vừa đề cập khuya qua, một vụ tai nạn hầm lò xảy ra ở Quảng Ninh, hậu quả khiến 5 người tử vong, các công nhân ra đi để lại nỗi đau và khoảng trống không thể bù đắp với người ở lại. Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7, tại lò chợ thống bằng giá thủy lực dạng khung thuộc dự án khai thác hầm lò, phần mở rộng mỏ suối lại giai đoạn 1, công ty than Hòn Gai TKV thành phố Hạ Long. Khi nhóm công nhân đang trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố khiến 5 người tử vong. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu đồng một gia đình. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ theo quy định. Trước đó, tối 13 tháng 5 tại Quảng Ninh cũng xảy ra vụ sập lò tại công ty than Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Ngày 3 tháng 4, tại công ty than Thống Nhất Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam KTV ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, từng xảy ra sự cố tại phân xưởng đào lò 2, khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Các vụ tai nạn lao động trong khai thác than liên tiếp xảy ra thời gian qua, cho thấy những vấn đề đặt ra trong công tác bảo đảm an toàn lao động cho công nhân ngành than. Từ áp dụng công nghệ đến ý thức kỷ luật, nguyên nhân được các chuyên gia chỉ rõ. Theo chuyên gia về than khoáng sản Trần Lê Kiên, hiểm họa khai thác than hầm lò có nhiều dạng. Nổ khí metan và nổ bụi than là một trong những mối nguy hiểm trong ngành công nghiệp khai thác mỏ. Tiếp theo là rủi ro sập lò, áp lực mỏ hay nói cách khác là sự nén trên nóc lò, bên hông lò và cả từ dưới nền lò nữa, tùy thuộc vào độ bền vững của đất đá xung quanh đường lò thế nào. Khi đào một đường lò thì đất đá xung quanh đường lò gây sức nén vào khoảng trống vừa đào, dẫn đến rủi ro sập. Hiểm họa nước mỏ là một rủi ro phải đối mặt. Ít có mỏ than hầm lò nào mà lại không phải đối phó với hiểm họa nước mỏ. Hiểm họa nước mỏ trước hết là các sự cố bột nước gây ngập mỏ, gây sập lò làm chết người. Tiếp đến, cháy mỏ là một hiểm họa khủng khiếp, chẳng kém gì nổ khí metan hay là bột nước trong hầm lò. Cháy mỏ có thể xảy ra từ nguyên nhân nội sinh hoặc ngoại sinh. Nội sinh tức là không cần có lửa mà nó vẫn tự cháy được. Còn ngoại sinh thì phải có nguồn lửa mới gây được cháy trong điều kiện thích hợp. Có một số loại than có tính tự cháy. Cuối cùng, nổ bụi than là một nguy cơ kinh khủng ở các mỏ than có chất bốc cao. Đặc thù của ngành công nghiệp than và khoáng sản, trong đó có khai thác than hầm lò, là có số lượng lớn người lao động làm nghề. Công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Ngày nay, dù các công nghệ khai thác than hầm lò rất hiện đại, song rủi ro vẫn là điều khó tránh khỏi. Để đảm bảo an toàn trong khi khai thác hầm lò, ngành than có các quy định chặt chẽ đối với cán bộ, công nhân viên trong khi làm việc, đặc biệt chú trọng tới các thao tác do khí metan ngay tại các cửa đường lò và tại các nơi làm việc của công nhân để đảm bảo an toàn trước khi bước vào làm việc. Tuy nhiên, việc chấp hành quy định vi phạm an toàn ở một số đơn vị vẫn chưa được đề cao. Chế các vụ tai nạn đáng tiếc cần nhất là thay đổi tư duy đầu tư cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Đầu tư đảm bảo an toàn cho người lao động chính là đầu tư hữu hiệu và bền vững nhất cho sự phát triển, thay vì tính chi phí như hiện nay. Cần nâng cao năng lực quản trị các rủi ro bằng nâng cao ý thức xây dựng chăn khóa an toàn lao động trong công nhân lao động tại các mỏ khai thác khoáng sản. Trong điều kiện nguồn than đang ngày càng cạn kiệt, ngành than đang phải đầu tư khai thác xuống sâu hơn và đi xa hơn. Nếu không kịp thời khắc phục những hạn chế và thực sự quan tâm đầu tư toàn diện cho công tác an toàn thì những rủi ro tai nạn lao động hầm lò vẫn còn xảy ra. Tiếp theo chương trình là các thông tin lĩnh vực du lịch.
đi thuyền thúng Hội An được nhiều du khách trong và ngoài nước đánh giá là một trải nghiệm thú vị và mới lạ. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam, tổ chức chuyên đưa ra đánh giá về du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor vừa công bố danh sách top 25 trải nghiệm du lịch trên thuyền thú vị nhất năm nay. Trong đó, trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Cẩm Thanh, thành phố Hội An xếp thứ 19 trong tổng số 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất của du khách trên toàn thế giới. Trải nghiệm này được du khách thích thú hào hứng diễn tả. Đi thuyền thúng ở Hội An để tận hưởng khung cảnh xung quanh, xuôi theo những con kênh đẹp như tranh vẽ, nói xin chào với người dân địa phương và được hướng dẫn viên kể về lịch sử nơi đây. Đừng bỏ lỡ cơ hội hòa mình cùng cộng đồng địa phương và tham gia lắc thúng hát karaoke. Trong số 25 trải nghiệm trên thuyền thú vị nhất với du khách năm nay, còn có những trải nghiệm khác của Việt Nam như trải nghiệm chèo thuyền kayak, khám phá vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng và vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nội dung vừa rồi cũng khép lại Chuyển động Đông Tây của Truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.